có rất nhiều đơn hàng hỗ trợ cho các bạn đi siêu và chuyển việc. Nội dung công việc, hình thức phỏng vấn, những vấn đề liên quan đến visa các bạn sẽ được tư vấn cụ thể khi các bạn đến tham gia một buổi của Simeka của công ty bên mình. Simeka của công ty bên mình diễn ra từ thứ hai đến chủ nhật, thứ hai, thứ tư, thứ sáu từ 11 giờ, thứ ba, thứ năm, thứ bảy, chủ nhật từ 14 giờ. Mỗi buổi Simeka của công ty bên mình sẽ giới thiệu khoảng từ 20 công việc trở lên. Khi các bạn đến tham gia, Simeka sẽ được tặng cái phỏng vấn miễn phí. Ví dụ như hiện tại công ty đang có công việc làm việc tại Tokyo, đơn hàng này là đơn về nhân viên hợp đồng, mức lương từ 18 man, thời gian làm việc từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối, nội dung công việc là bán hàng tại shop quần áo. Nếu các bạn quan tâm, các bạn có thể liên hệ đến số điện thoại 03620680553.